Trời chị em nó nói thế thật tư là lo hay lo đồ nhớ trong tài lý sư. Anh chị nhớ nó mẹ cả cô à. Cho nhà dạ dễ theo cho chị ở tư nhà lo lo hôi trà gần là thì u lo mua ship về à mừng phương bay bưu bỉ mua thế chị mẹ chị không kia mẹ cho cậu của tôi lỡ tua mùn chè vậy lúa cho ra xin ta kia xin nhỏ nào mu cận ta chè cận chè có lẽ lúa non nó chè tôi lỡ thì ta tua mu giờ mấy xa lúa cho tua cỡ mu giờ cận lẽ lúa cho là chè ta kia xin thì lẽ nào mu cận ta thiệt thì cho tôi lỡ mu cái nó mu giờ lúa cho là mùn chè hay hết bỏ mu bây giờ giờ mu rồi giờ chỉ mu rồi giờ cho nhỏ giàu nè nè giờ giờ cho cho đúng không lần đầu là nào ốc khu nào mà cô cũng bỏ mua mua từ chị mà nếu mua cho nhỉ nhỉ hả và cho mấy mẹ để chị mà bên thì tao à nó hay nó im mẹ gặp một sáng sẽ bỏ mua bây giờ ấy nó cho nó cho ai xin thì á nó là chị chả cố gắng gọi lên theo rồi anh đâu tụt lỗi lúc mua cái nó muốn thì sẽ và tao nó cho nó cho ai xin thì á rồi bên để cho xin tài chị cho ai xin em bao phải tỏ ở chỗ chị nói mẹ là lo bụi tí sát tí che hết của những bộ bộ là mỗi giờ khán giờ nhồi dầu nó lo nhân tao tới nó che xì lo sát này lúc nó sẽ có mất cho cái làng hả lo những cái xã hội giống mấy cho cho số khăn nha mà cô nói hắn cái làng lo rồi giờ chợ giống là mấy hai mà sát hồi chợ hắn giống này cũng mất hả dễ bị sợ nhưng mình có sợ hết bên đó. Mình chị mua về chị mua về bay sai được khó ha bên nông lúc quân đặt họ quay cho lỡ mua cho soi cái lái ở chợ con à sẽ cũng mua người tình thiệt gọi là lúc cho người ta xin thiệt bảo kế mà mua xe lúa hắn sẽ nặng lên đã bảo là đây cho như giống à của lúa cho cái là thầu của nãy cả anh đã tí hết rồi chi như hơi do cỡ sớm mua á chi li chỉ cỡ đu lúa nên trên đây của tôi lúa ta nhìn nhà chỉ mua đây chứ mình thì bây giờ phải cho cô tọt ta là khách sẽ bỏ mua nó
ça t'a pas ça que belle là on ça belle moi quand le chez vous pas et le coquet le chez coquet il peut dire allez là ça n'a pas ça n'a pas tiens chez titi tiens ma papa là là lio et là pas ça n'a pas on y va pas y va tiens ben chez talas talas ça ça talas que chez pour pas moi ça n'a pas chaud ayo chưa mà ta học có im mong vậy à? Ta có mong nó à? Có mong ta không nào? Ta tại sao mong nó không mong? Chết thì thiệt thiên thì học biết hắn chỉ mong là gì? Ừ, bạn chỉ ta đã khen sẽ bùng mong à? Ta tại phải thì giờ bây giờ là ở chỗ đó thì nó e, nhà e. Đồng thời bây giờ ta làm khen tôi chứ? Nhà e, ý chỉ là bây giờ ta làm khen là chỉ biết gì? Nói chỉ tôi chỉ nhà nó e chỉ chỉ tôi hay chỉ là tự tôi chỉ. Ở lúc trước ngay sau này nó ế nè cho một đứa nữ bảo kêu bè nên đã nói cho mà lên là nó bè cho bà ta có hơi xin lo bà nó bè hả ờ thế chế tình tình khó nào thế bè bè hả ờ thế bè bè ta đã kêu kê theo bè xe xeo xe bố mô thế chứ mô thì xe giờ muốn chơi hoa tươi thì mua nó là chơi ưng để chơi lại cho và xin ta kể những chuyện muốn khám phá về chơi lại nào muốn nữa trên đầu tôi lúa bao kia chơi của tôi lúa ư hoa là sợi nó ơi giờ ta kiếm ma tiền ơi giờ sợi nó thế đó các tôi lúa con nhà cái xin nữa rồi sợ là ta lại làm mà không nhận làm bao thứ chỉ làm mà cho mấy sách tài cho con nhận à hả tư cũng do kể kể xe trốn gió kể nuôi chỉ mua lời thâu cú tóc lại tu bây giờ ông chọn ra rồi Mình chạy chạy Nhớ thịa chỉ tạo tổ lũ tìa Khi ta kể chia sẻ Chính thịa đô tù lũ chìa Lũ nọ Có hò tù tổ lũ nọ Có khi ạ cú Sao có gió kể lũ Mới thật mới cái đó thay sao mới sáng hả?
Thank you.
chợ mình đã dành cho mất thay cái chơi chơi giữa gì thế lại giữa nè chúng mày đôi đi chơi hóa nhà nhóm lớn hơn cả ha chơi ơi chơi là giữa nè ơ chơi là giữa luôn nè bay cho cha mẹ à chị chị áo nè chị áo hay nè chữ mà đi trả khám mình chị được lúa ta la nè để cho nhiều do nó mà nửa hoa mắm mắm cả tuần cần gọi gì giờ chị la lúa có đu đu lấy hơi cho đu đu chị nhưng mà chờ cho số phát đi nọ hết chị và áo lúa nọ ổn để cho hai mẹ bò nhẹ để chị nhận mà đặt khá tới rồi đó nãy cặp bò mà thấy sao trong cái hồi lúa cho sen ở sàn tàn á, ha ha, mà nó cái chồng cái này thì kỳ cái ở sàn tàn cái sàn, chị bây giờ phải lòi, nếu sàn đang đâu đâu của tôi lỗi đó cá một chuyện thế nào, em cho đang nói sẹo, đâu của tôi lỗi đó thì sẽ tái lao cái thế, với mặt xin chỉ đùa.